chị ngày mới an lành ạ. À, cô chú anh chị ơi, rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Phòng Tây. À, hôm nay chúng ta cùng đến tham quan chợ Thoại Sơn ở núi Sập nha cả nhà. À, và còn đây là phía ngoài đường đi vào chợ nè. Bên trong chợ nha cả nhà, đi vào trong chợ nhìn xem đi tham quan hàng hóa bà con mình mua bán có cái này là phía trong nhà lồng nè. Đi vào trong nhà lồng xem nha cả nhà. Đây là gian hàng mỹ phẩm nè. Nhiều hàng quá đẹp lắm cả nhà ơi. Có những cái áo khoác dễ thương quá. Đồ rất là đẹp đó cả nhà. Nếu mà nói để đến mua sắm những khu chợ lớn, những khu vực chợ lớn như Sầm Uất như thế này thì hàng quá thì khỏi phải chê đó cả nhà. Rất là đẹp. Đẹp quá cả nhà ơi, lấp lánh lắm đó cả nhà. Đi tùm lum hết trơn á. Dễ hả? Rồi sáng giờ bán được không? Dạ chậm quá. Dạ. Giờ biết làm sao giờ, hồi kệ cũng cố gắng, mỗi người một công việc khác nhau vậy biết làm sao giờ ha. Thôi cảm ơn anh nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. À, rồi bán thật nhiều ha. À, mùa này thì tôi thấy là đến mùa dâu rồi nè cả nhà. Nhưng cái này là dâu xanh ha. Còn này là sầu riêng nè. Đến mùa hết rồi mùa xoài nữa cả nhà. Đó, nói về miền Tây thì trái cây rất là ngon. À, bước vào mùa trái cây rồi đó cả nhà ơi. À, hôm nay tôi đưa cả nhà đến tham quan chợ chợ Núi Sập mà có tên là chợ Thoại Sơn nữa. À, Núi Sập là bởi vì ở thị trấn Núi Sập. Rồi Thoại Sơn cũng là ở huyện Thoại Sơn. Cho nên lấy tên chợ luôn cũng rất là dễ thương á cả nhà. Còn bà chị bán trái cây đây nè, trời ngon quá trời luôn á cả nhà ơi.
Ôi ăn sáng trễ quá vậy. Dạ. Em nói để em đi lại em quay vườn dâu nè, quay vườn vườn du lịch á, mà mắc công chuyện hoài chưa có đi được. Rồi giờ bẻ bán hết rồi, mốt đi quay đâu còn dâu nữa đâu trời. Dạ. Dạ. Cái này lên lên. Cái này lên YouTube hết. Thôi em cảm ơn nha, em thả đi nữa. Chợ rộng quá à. Đi coi bà con mình buôn bán. Dạ rộng mà đẹp nữa. Đi coi buôn bán nè. Hàng quá quá chừng luôn á trời. Thôi đi nữa cả nhà ơi. Không, bữa nay mệt quá nghỉ. Rau nhãn lồng, cô bán rau nhãn lồng nè. Lá lốt nữa trời ơi. Lá lốt. Dạ. Sáng giờ bán được không cô? Bán được nhiều chưa? Lấy gai. Dạ, thôi lấy gai gì cũng vui rồi. Dạ. Ngon quá cả nhà ơi. Hay là mình mua rau nhãn lồng ủng hộ cô nè. Rồi. Cô bán cho con bọc có 5.000 à. Dạ cho con bọc đi. Con hồi con ưa cái gạo này dữ lắm. Ngon quá. Dạ. Để lấy tiền trả cô. Sáng có mù sương quên đó có mù. Dạ. Sáng có mù sương hái nữa. Kệ cô cột dài dài vậy cho con. Để con máu lên xem. Đó. Con mở hàng cô, cái chị cũng lại ủng hộ cô nữa nè. Rau ngon quá trời luôn, rau mầm ngon hết biết luôn. Dạ. Con đi ha cô ha. Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Thôi đi nữa cả nhà để hồi hết pin. Cứ mỗi nhà hàng mình ghé một chút xíu thôi cho bà con nhìn ngắm thôi ha. Trời ơi chỗ này rau nhãn lồng nhiều lắm cả nhà ơi. Chỗ rộng quá trời luôn á. Chỗ rộng lắm đi. Đi hồi sợ lạc đường. Đây nè bà này có canh mình cũng có đi xin gạo. Dạ. Có canh có đi xin gạo. Bây giờ biết sao giờ chị em cũng đâu có ở đây đâu. Tưởng đâu có chị giúp đỡ cho bà xin mua vài chiếc gạo ăn tội nghiệp. Dạ. Bà em dắt bà đi xin. Để có lần sau đi, bởi vì em cũng ở xa lắm, em có tuốt bên chợ mới là bây giờ có gặp cũng không có gì đây hết trơn. Rồi chị đi với ai? Đi có mình em. Mình đi nữa hả cả nhà? Chợ Thoại Sơn núi sập này rất là rộng lớn đó cả nhà. Bởi chợ thị trấn mà cho nên hàng quá nhiều mà rộng lắm. Thôi mình cứ mỗi gian hàng mình đi một chút thôi cả nhà ha. Thì tôi thấy bán thịt nè. Lâu lắm rồi mình mới thấy chiến dịch Bắc Thảo cả nhà. Xem hết cả nhà ha, mình cứ đi tham quan ha.
trái cây với nước mát. Ngon quá cả nhà ơi, gian hàng trái cây của chị nè. Gian hàng trái cây nè, có dưa gan, có dâu, xoài rất là ngon. Xoài thì đang mùa xoài nha cả nhà, đang mùa xoài mùa dâu ha cả nhà ha. Rồi gian hàng của chị cũng có nước mát nữa nè, sữa đậu xanh, sữa đậu nành và nước rau má nữa, nước sâm nữa, rất là ngon. Cô chú anh chị ghé ủng hộ chị nha. Tôi thấy chợ Thoại Sơn nước sạch này rất là rộng. Nếu không phải nói là tôi nhà quê thì có lẽ là tôi đi tôi sẽ lạc đường ở cả nhà, rất là rộng luôn. So với chợ quê tôi thì là những chợ nhỏ, chợ vùng sâu vùng xa, cho nên hàng hóa thì cũng ít mà lại cũng không có rộng lớn như vậy đâu. Thôi mình đi nữa nha cả nhà. Cứ đi mình xem nhìn ngắm một chút ha. Dạ.
chợ mình rộng quá trời luôn, đi vòng vòng nãy giờ chưa hết nữa. Chợ rộng quá, em nói em á cũng đi chỗ này chỗ kia em biết chứ gặp, nhưng mà lâu lâu ra lần chắc đi không biết đường đi, quá rộng quá trời. Sáng giờ bán được không chị? Ok vậy được là được rồi. Ở cái nét chợ ở quê miền Tây thì là hay có bán được bán những cái da cá từng dĩa như vậy nè các bạn. Nhưng cũng không có mắc đâu, cũng rất phù hợp với túi tiền cho bà con mình đó. Mỗi ngày nó đắt hơn. Dạ.
đi vô trong phía trong nhà lòng chợ nha cả nhà. Ở trong nhà lòng chợ mình xem bà con mình buôn bán thịt heo nè. Ngon quá ha cả nhà ha, có sườn cộng nữa nè. Thấy chợ Thoại Sơn núi Sập mình nó rất là rộng đó cả nhà, bán từng khu như vậy nè. Hồi nãy giờ chúng ta đã đi tham quan xem bán những gian hàng cá, bây giờ thì mình đi vô trong này mình xem những gian hàng thịt nè, thịt heo thịt bò nữa cả nhà. Dạ con quay YouTube. Tên gì vậy? Chung một vòng tay. Để lên like xem. Rồi cảm ơn nhiều ha. Tôi thấy chợ Thoại Sơn núi Sập của mình rất là rộng. Bà con buôn bán thì cũng vui vẻ thân thiện á cả nhà. Hàng hóa thì rất là bắt mắt ngon lắm cả nhà ơi. Có dịp nào đó cô chú anh chị về thăm lại quê hương thì ghé vào đi có đi ngang có về núi Sập thì hãy đến chợ Thoại Sơn để mua những cái mặt những cái món hàng mà mình từ lâu mình đã để quên nha cả nhà. Từ đâu mình đã quên những hương vị quê nhà rồi, khi mình trở về thì mình hãy ghé tìm lại những hương vị đó để mua ủng hộ bà con mình nha. Chợ bán đồ ăn rất là ngon mà chợ cũng rộng lắm cả nhà. Như nãy giờ tôi nói đó, nếu như mà bởi vì tôi cũng đi quay rất nhiều chợ chứ nếu không thì chắc nếu mà không có đi đâu ra đường thì thôi, cho đến chợ này có lẽ là tôi sẽ đi bị lạc đường đó cả nhà. Chợ rất là rộng á. Thôi mời cả nhà mình cùng tôi đi tham quan nữa nha. Bởi vì không phải là nói vấn đề so sánh ở đây thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho tôi. Bởi vì tôi thì là quê hương tôi thì ở vùng sâu vùng xa, ở vùng quê. Cho nên những cái chợ nhỏ thôi, bây giờ đi ra những chợ thành phố, những chợ thị trấn lớn như thế này, tôi thấy tôi thích lắm. Cho nên là cứ khen ngợi những hàng hóa, và còn riêng đặc biệt là bà con ở những khu vực như thế này thì bán hàng rất là thân thiện vui vẻ đó cả nhà. Thôi thì mỗi gian hàng mình ghé một chút xíu thôi để tham quan ha cả nhà ha. Tôi mời mọi người cùng tôi đi tiếp nữa nè. Chợ còn rất là rộng, gặp cái ông anh đó hoài. Trời ơi, ở đây bán dừa nạo nè. Rồi ở đây thì gian hàng của cô đủ loại đồ nấu chè nữa nè cả nhà ơi. Hấp dẫn quá trời luôn à. Ở đâu mà chị đi ra quay làm clip đây? Dạ, con ở thuốc chợ mới lận. Lần đầu tiên con tới cái chợ này con đi con thấy rộng quá trời. Con nói cũng con cũng thường xuyên ra đường để con quay chợ này chợ kia. Chứ nếu không thì thôi chắc con lạc đường ở cái chợ này. Chợ rộng. Nhỏ xíu chứ con lắm. Nói vậy chứ con đi con thấy nhiều khu. Bây giờ con không biết cái xe con gửi đâu nữa rồi nè. Ở đây có mấy cửa xe lớn mà đầu trên. Dạ, chị chắc đi lên đầu trên thì con qua vòng vòng hồi chắc cũng gặp rồi, đi ra đó lấy xe rồi mới về. Thôi bây giờ thôi con cảm ơn nè, con chào con đi nè. Dạ. Giờ quay quay cái cốm dẹp nữa nè. Rồi, dạ con chúc qua mấy cô thật nhiều sức khỏe nha, buôn may bán đắt nha. Cốm dẹp miền Tây nè cả nhà ơi. Con chắc con có ưu tiên để con dời mấy cái kia qua thì con làm cái này trước thì con đăng trước. Đây chị hình ngồi ăn gian hả? Đâu con bấm vô chung một vòng tay nè. Cô bấm vô điện thoại tivi cũng được, cô bấm vô chung một vòng tay và bấm vô cô thoại Ngọc Hầu đi. Đó
đình ông Thoại Ngọc Hậu đi, con quay con chiếu mấy ngày nay rồi đó. Dạ thôi con đi nha, kỳ này đi thiệt đó, chào hoài. Con đi nha. Dạ hẹn gặp lại nha, sẽ trở đây lại đi quay lần nữa. Đó lên đây có gầm tháng 7. Dạ. Ở đây mình nhiều lễ hội quá à. Ê, con biết rồi, để nay mai con sẽ đến nơi đình Ba Thê. Dạ. Con quay hết á. Hoa đẹp quá. Thôi cả nhà ơi, nãy giờ chúng ta cũng đi tham quan hết cái khu vực khu bán thịt, bán cá và rau củ, rồi quần áo, mỹ phẩm. Thôi bây giờ tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú suốt thời gian qua đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi trên kênh Chung Một Vòng Tay. Giờ đây xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc cả nhà mình có ngày mới, những ngày mới thật là an lành, thật nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình ha. Dạ xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.